Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này em xin giới thiệu đến các bác vài mẫu đồng hồ quả quýt để các bác mua về mình sưu tầm. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Đây là đồng hồ có mã số 15, size của đồng hồ là 46, nhìn rất là đẹp. Phía trong á là cộng số La Mã, thể hiện 12 giờ và phía ngoài á là thể hiện cho 60 phút. Kim giờ, kim phút, kim giây được mã vàng. Và tiếp theo, đây là đồng hồ có mã số 16, size của đồng hồ là 47. Vỏ lòng hoa văn rất là đẹp nha. Mình bấm vào cái nút này thì cái đồng hồ được bật ra. Và phía trong cái đồng hồ á, cái mặt được cẳng xà cừ rất là đẹp luôn, cọc số La Mã. Đây là đồng hồ có mã số 17, size của đồng hồ là 47. Phía trước á, là bản đồ của nước Nhật, còn phía sau á, là hình núi Phú Sĩ, được dát vàng như vậy. Giá rất là rẻ để các bác sưu tầm. Đồng hồ có mã số 20, size của đồng hồ là 40, cọc số La Mã, vỏ bằng thép không rỉ. Đây ngoài sao nó có khắc là vỏ bằng thép không rỉ nè. Em bao bộ máy chỉnh xịn da băng, hoạt động hoàn hảo cho các bác sử dụng. Dây của đồng hồ còn rất là dài nè. Đây là đồng hồ có mã số 21, size của đồng hồ là 47. Mặt sau có hình cá coi của Nhật nha. Rất là độc đáo đây các bác sưu tầm nè. Em đã test máy chạy hoàn hảo cho các bác sử dụng. Đây là đồng hồ có mã số 22, size của đồng hồ là 43. Ngoại hình còn đẹp xuất sắc như vậy. Mình nhắn cho cái nút này sẽ bật được cái đồng hồ phía trong như vậy. Giá bán chỉ có 150.000. Dây rất là dài, ngoại hình còn rất là đẹp luôn nha. Đây là đồng hồ quả quýt có mã số 29, size của đồng hồ là 35, giá bán là 150.000. Phía trong mặt đồng hồ có hoa văn rất là đẹp. Và đây là mặt sau của đồng hồ, vỏ của đồng hồ bằng thép không rỉ, giá bán chỉ có 150.000. Đây là đồng hồ có mã số 32, size của đồng hồ là 40, giá bán là 150.000. Em bao bộ máy chuẩn xịn da băng, hoạt động hoàn hảo cho các bác sử dụng. Đồng hồ quả quýt có mã số 35, size của đồng hồ là 50, giá bán là 150.000, cọc số La Mã. Mặt trong thiết kế rất là đẹp nè, có những hình cái cánh hoa bắt sáng lấp lánh như vậy, mặt kính mò. Giá bán chỉ có 150.000, các bác chuyển khoản đủ em bao ship tận nơi cho mình. Em bao hoạt động hoàn hảo, bao bộ máy chuẩn xịn da băng cho các bác sử dụng. Đây là đồng hồ có mã số 37, kim giờ, kim phút, dạ quang, ban đêm nó sáng rực rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Đồng hồ sử dụng pin, phía trên này nó có la bàn nè, đông tây nam bắc. Vỏ bằng thép không rỉ, rất là bền và sáng đẹp. Cái khóa trên đồng hồ rất là dày và xịn luôn. Mình móc vào phay quần jean hoặc là quần tây đều ok. Giá bán chỉ có 350.000, kim còn giả quang nữa. Các bác chuyển khoản đủ, em bao ship tận nơi cho mình. Đây là đồng hồ có mã số 38, size là 43, giá bán là 350.000. Vỏ bằng thép không rỉ, rất là dày và xịn nha. Kim giờ, kim phút, kim giây và xung quanh cọc số tất cả đều giả quang. Em xin giới thiệu đến các bác một cái đồng hồ quả quýt để mình sưu tầm. Đây là hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp tầm 90-95%, đến từ thương hiệu Ricord, một thương hiệu đã quá nổi tiếng và là niềm tự hào của người dân Nhật. Size của đồng hồ là 37, cọc số La Mã, đồng hồ sử dụng pin. Ngay vị trí 12 giờ là thương hiệu Ricord, ngay vị trí 6 giờ là một cái logo nổi mạ vàng có chữ Nhật phía trong và phía dưới là hàng chữ da băng đầy đủ số seri. Đặc biệt vỏ và dây của đồng hồ bằng bạc đúc nguyên khối Silver 925. Silver 925 này người ta hay dùng làm các món trang sức và nữ trang cho độ bóng đẹp giống như là vàng trắng. Giá bán của đồng hồ này là 1 triệu. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Cái số lượng bạc đúc trên cái đồng hồ này tương đương 6 chỉ. Tính ra giá bán 1 triệu á, như là cái vỏ và dây đồng hồ mình căng ra thôi. Mà bộ máy chuẩn xịn da băng đến từ thương hiệu Ricord, giá rất rất là mềm để cho các bác sử dụng hàng ngày và mình sưu tầm. Phía trên cái móc của cái dây đồng hồ nè, rất rất là dài nha. Nó có đóng Silver 925 nè, bạc đúc nguyên khối 925, rất là đẹp, rất là sáng và rất là sang. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đáy còn nguyên siêu. Phía trên á, là hàng chữ tiếng Nhật, còn phía dưới á, là Ricord Silver 925, số seri là 312115, Made in Japan. Rất là đẹp, rất là sang.
bạc đúc nguyên khối, trọng lượng tầm 6 chỉ, mà giá bán chỉ có 1 triệu thôi. Giá rất rất là rẻ cho một cái đồng hồ đến từ thương hiệu Ricard như vậy.